Nhân buổi sáng đầu tuần giao dịch mới thì tôi xin chúc quý vị và các bạn một tuần giao dịch thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận. Và nhân đây thì tôi cũng có một vài cái chia sẻ buổi sáng đầu tuần. Và đấy, vẫn như là mọi khi tôi nhận được rất nhiều cái bình luận, cả những cái bình luận ở trên kênh và những bạn nhắn tin qua Facebook của tôi, vân vân. Tuy nhiên là cái Facebook hiện tại tôi chả để cái chế độ nhận người lạ, nên là các bạn, có nhiều bạn tôi cũng không nhìn thấy được. Đấy, thì cơ bản là có nhiều cái thông tin tích cực. Mặc dù vậy thì vẫn có một số đồng chí là có những cái, nó tôi nghĩ thì là cũng là góp ý tích cực thôi, nhưng mà đấy thì tôi cũng lý giải luôn một tí là có nhiều người nói là cái định giá này này nó không đúng, nó như thế nào đấy, vân vân. Thì tôi đã giải thích rất là nhiều clip rồi đấy, cảm tính hay không cảm tính, định giá là theo cảm tính, vân vân. Thì cơ bản là các bạn chỉ xem một clip hoặc là đấy, chỉ xem chưa có thể là cũng chưa xem hết một clip đấy, rồi các bạn nhảy vào phán này phán nọ, tôi nghĩ là không đúng đâu nha. Tôi nghĩ là không đúng đâu. Tất cả mọi thứ chúng ta phải làm việc một cách gọi là nghiêm túc đấy, phải có cái thời gian làm việc dài và có cái quá trình trải nghiệm đủ lâu đấy. Còn mọi cái nghiên cứu nó đều có cái giới hạn của nó nha, mọi cái nghiên cứu thì nó đều có giới hạn. Và tôi nói luôn là cái chương trình của tôi để hoàn thiện được thì cũng phải cần tối thiểu là hết cái năm nay, tôi đã nói rồi. Tôi đã nói ở rất nhiều clip trước rồi, nhưng các bạn có lẽ là các bạn không xem, các bạn xem một clip, hai clip. Còn so sánh của công ty này với của công ty khác ấy thì nó đều là tương đối thôi. Tất nhiên là bạn nói đều cũng có ý đúng. Ví dụ như một cái ông mà buôn 1 tỷ thì nó sẽ khác với một ông mà buôn 1.000 tỷ, và một ông buôn 1.000 tỷ thì khác một cái ông buôn 100.000 tỷ đấy, cái lợi nhuận nó sẽ khác đấy, và cái phần trăm lợi nhuận nó cũng khác. Thì cái đấy ai cũng hiểu thôi, cũng không cần phải bạn phải 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 giải thích với tôi, bởi vì thực ra ấy là tôi cũng đã có cái thời gian ở trên thị trường chứng khoán đủ lâu. Tuy nhiên ấy, tôi khẳng định luôn với các bạn rằng những công ty mà có EPS trên 15.000 thì giá của nó không bao giờ thấp đâu. Hôm trước tôi đã cho các bạn xem rồi đúng không nhỉ? Đây tôi cho các bạn xem lại. Những công ty có EPS trên 15.000, nó dù nó bé hay nó to gì đấy thì không biết, nhưng người ta sẽ tính với cái tỷ lệ vốn. Và đây, nó chỉ có 9 công ty có EPS trên 15.000 thôi. Thì ví dụ như cái thằng này thì giá nó thấp thì là có muốn mua hay muốn bán cũng không được, không mua được. Có nghĩa là ông nào bán là mất hàng. Mỗi ông này là thấp thôi. Cái công ty này này hiện tại bây giờ nhá, gần như là không làm ăn được, đang cách ly, nhưng giá của nó không hề thấp. Cái số lượng cổ phiếu của nó có 2,5 triệu thôi, 2 triệu rưỡi cổ phiếu, và cái vốn hóa của nó có 25 tỷ thôi. Cái vốn chủ sở hữu của nó chỉ có 25 tỷ thôi, nhưng vốn hóa thị trường của nó bây giờ lên 500 tỷ. Bạn hình dung thế, bạn so sánh kiểu gì? So sánh đừng 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 có nghĩ là đấy. Tất nhiên là có thể là những góp ý của bạn là cũng là chân thành thôi, nhưng vẫn là đang theo kiểu là thầy bói xem voi, có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn một khía cạnh rồi đấy, chúng ta phải hiểu. Và tôi đã nói rồi, cái định giá của tôi là tôi dùng để cho tôi lựa chọn cổ phiếu thôi là chính. Còn tất nhiên là các bạn cần thì tôi chia sẻ với các bạn, và tất cả những cái thứ đấy là miễn phí, và tôi đều nói rõ là chỉ mang tính chất tham khảo, không được dùng cái này làm kim chỉ nam đấy. Và tôi đã phải xây dựng hẳn một loạt cái chương trình để tìm kiếm cổ phiếu, lựa chọn, tìm điểm mua điểm bán, vân vân. Chứ có phải là tôi mua bán cổ phiếu chỉ dựa vào cái định giá này đâu, đúng không? Đấy, không ai dựa vào định giá cả. Còn cái định giá ấy, tôi khẳng định luôn đấy, là chả có cái định giá nào gọi là chính xác đâu. Nếu mà định giá được chính xác ấy, thì các ông đã giàu hết rồi, đúng không? Các ông đã rất là giàu, rất là nhiều tiền rồi đấy. Trong khi đó thì có rất nhiều người chém rất là hay, nhưng có khi cũng chả có đồng tiền nào trong túi, đúng không?
Đấy, tôi nói một cách nghiêm túc là như thế nha. Và chúng ta chỉ ở đây là chia sẻ thông tin thôi. Và tôi đã khẳng định luôn một lần nữa, rất nhiều người nhắn tin hỏi tôi là mua cổ phiếu nào, rồi hai cổ phiếu mà anh vừa mới mua nó là cổ phiếu nào, vân vân. Tôi đều không trả lời và không nói. Lý do là làm sao? Lý do là tôi không muốn dùng cái kênh của tôi làm cái chỗ để PR mua bán cổ phiếu. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy, nó sẽ dẫn đến thua lỗ. Đấy, dẫn đến thua lỗ. Vì sao? Vì ví dụ như tôi mua đúng điểm rồi, tôi phát hiện ra điều bất thường, tôi có thể cắt lỗ. Nhưng tôi đã giải thích rất nhiều clip cho các bạn rồi. Đấy, nhưng các bạn đều là theo kiểu là vừa mới đăng ký kênh được một hôm, xong rồi xem được khoảng 5-10 phút, chưa xem hết các cái clip của tôi. Thì các bạn, đấy, các bạn phải xem hết clip để hiểu. Và tôi làm cái kênh này thực ra là với một cái mong muốn rất đấy, để làm sao chia sẻ được với mọi người các cái thông tin để mọi người có thể quyết định được tốt hơn. Đấy, còn đừng đừng có nghĩ là ví dụ như cái cổ phiếu đắt, cổ phiếu rẻ vân vân này khác mà ấy mà các bạn nhìn vào thông tin định giá cổ phiếu mà đưa ra cái quyết định luôn để mua hoặc bán cổ phiếu, thì đấy là không đúng rồi, không đúng ở trong cái quá trình đầu tư của các bạn, như thế là đang có vấn đề rồi nha. Và cứ yên tâm là đấy, tôi đều nói rất là rõ của các cái clip định giá đấy, là chúng ta chỉ tham khảo thôi. Và cái giá trị thương hiệu này nhập bao nhiêu thì tùy ấy, thì nó cũng đúng thôi, bởi vì giá trị thương hiệu làm sao định giá được chính xác nó là bằng bao nhiêu, làm sao không tùy được. Và tôi cũng đã có thời gian tôi đọc rất nhiều cái phương pháp định giá, rất nhiều, tôi đọc hơn chục phương pháp định giá. Và các bạn cứ thử đi thì các bạn sẽ thấy, các bạn phải bắt tay vào thử chứ, nói thì do rất là dễ, bắt tay vào đặt công thức vào tính toán thì sẽ thấy là mỗi công thức định giá nó sẽ ra một cái số khác nhau, và sai lệch không phải là chỉ vài chục phần trăm đâu, có khi là sai lệch vài lần. Đấy, tôi nói luôn với các bạn. Tuy nhiên là cái này là cái sản phẩm của tôi, do tôi bỏ thời gian công sức ra để tôi nghiên cứu nó ra. Các bạn hình dung không nhỉ? Đấy, và tôi trải nghiệm nó, tôi đang kiểm nghiệm nó xem là cái độ chính xác, độ trung thực của nó đến đâu. Và các bạn hãy coi nó là một cái gọi là tham khảo thôi, tham khảo thôi, giải trí thôi, còn phải có điểm mua, điểm bán, phải có dòng tiền vân vân. Tôi đã nói với các bạn là tại làm sao tôi đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều, tôi đã lập ra một loạt các cái chương trình này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, mục đích để tôi tìm kiếm được các cổ phiếu. Đấy, tôi biết được điểm mua ở chỗ nào, điểm bán ở chỗ nào. Tôi có hai hệ thống chính. Đấy, hai hệ thống này là hai hệ thống chính để tôi phát hiện ra mua ở điểm nào, bán ở điểm nào, vân vân. Chứ có phải là mình cái định giá đâu. Tuy nhiên ấy, cái định giá của tôi khẳng định luôn với các bạn là tôi đang loại bỏ được rất nhiều cổ phiếu không tốt. Đấy, tôi không mua những cái cổ phiếu mà tôi thấy là cái giá định giá của tôi nó không hợp lý. Tôi loại bỏ được hàng loạt luôn. Đấy, và tôi khẳng định luôn là cái con HNG đấy là cũng là một trong những con mà tôi giằng xé không mua nó, và tôi loại bỏ, và tôi không bị thua lỗ vì tôi định giá nó chỉ có khoảng 5.000 thôi, 5.000, không biết 5.000 đến 5.800, tôi không nhớ chính xác. Các bạn có thể xem clip cũ. Và tôi không mua, và hiện tại là tôi đã tránh được một cái khoản thua lỗ rất là lớn. Đấy, các bạn hình dung thế. Và tôi có thể là bỏ sót rất nhiều cổ phiếu, có nhiều cổ phiếu tốt nhưng có thể tôi bỏ qua. Ví dụ như là HPG, đấy, nhiều người vẫn đang soi mói vào cái cổ phiếu HPG. Tôi cũng bỏ qua nó bởi vì tôi nghĩ giá của nó đang quá cao. Còn cái việc mà nó tăng lên nữa ấy, thì nó cũng là rất là bình thường thôi. Nhưng tôi đang thấy đối với tôi là con HPG này là đang có giá quá cao và tôi không mua. Tôi không sở hữu nó. Tôi định giá nó là hơi cao. Nhưng tôi lại mua con SMC. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi đúng rồi, tôi đang thấy con SMC là nó đang rẻ. Còn cái công ty SMC nó nhỏ, đúng rồi, tôi cũng thấy công ty đấy nó nhỏ, số lượng cổ phiếu nó ít, đúng rồi. Tất cả những cái điều mà các bạn nói đấy đều đúng hết. Nhưng tôi thấy cái tiềm năng giá của con SMC đấy chạy qua chương trình của tôi. Chạy qua, đấy, tôi đánh giá cái tốc độ phát triển rồi vân vân. Thì tôi đánh giá như thế, còn bạn có thể thấy là à, vì HPG nó lớn nên là nó buôn một lượng tiền lớn nên là cái việc lợi nhuận của nó khó, thì cái đấy ai cũng hiểu, không phải mình bạn bạn không cần phải nói ra, ai cũng hiểu. Nhưng đấy, tôi nghĩ là nó đã vượt qua cái giá trị thật của nó nhiều rồi nên tôi không mua, thế thôi. Còn bạn thấy là nó đang chưa còn rất là nhiều tiềm năng phát triển nữa thì bạn có thể cứ mua.
nhá, và chúc bạn tìm được cái lợi nhuận từ các cái cổ phiếu của mình lựa chọn nha. Đấy, mục đích tôi làm ra cái kênh này là chỉ cung cấp thông tin thôi, chứ không dùng để PR cổ phiếu, không bảo là bạn cứ mua HPG đi rồi nó sẽ thắng, hoặc bạn cứ mua SMC đi thì nó sẽ thắng. Còn cái việc mà nó buôn lượng tiền lớn hay lượng tiền nhỏ, lãi nhiều hay lãi ít ấy, thì tất cả mọi người đều đều đánh giá được hết, tôi khẳng định luôn, đều đánh giá được nha, không 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 có gì khó đâu. Đấy, cái vấn đề quan trọng ấy là ở cái chỗ là cái tốc độ phát triển của con HPG này này. Đấy, nó lớn nên nó sẽ có cái quán tính cực lớn, nên cái việc mà nó chuyển động đấy, khi mà nó bị lao xuống ấy, nó cần một lượng tiền đủ lớn để có thể đẩy được giá nó lên, và nó cần cái số lượng người muốn sở hữu nó phải cực lớn. Nó có nhiều cái thứ ở trong đấy, chứ không phải là mình là vì nó buôn tiền lớn nên là cái số lượng này số lượng khác, không phải những cái thứ đấy nhá. Những cái thứ đấy nó chỉ là những cái thứ nó rất là nhỏ thôi. Đấy, còn khi mà đã làm một cái nghiên cứu đàng hoàng ấy thì phải xét hết tất cả các khía cạnh, chứ không phải là chỉ vài con số đâu nhá. Đấy, và hy vọng cái chia sẻ ngày hôm nay cũng là chia sẻ cuối cùng để các bạn không 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 nhầm lẫn cái việc gọi là định giá của tôi. Xong rồi các bạn nói ở trên mạng nó có rất nhiều cái kênh mà người ta đưa ra các cái định giá, tôi cũng không đánh giá là các kênh của người ta là đúng hay là không đúng, tôi cũng không đánh giá là các bạn nên tham khảo hay không nên tham khảo. Tuy nhiên tôi vẫn khẳng định luôn cái định giá này này, định giá này không có cái chính xác nào ở trong định giá đâu, nên bạn đừng có cãi là phải định giá chính xác. Làm gì có định giá nào chính xác được, tôi mà định giá chính xác được thì tôi cứ mua, tôi sợ gì, tôi cứ mua xong rồi tôi đợi nó lên tôi bán tôi có lãi. Không có cái nào là chính xác, chúng ta chỉ ước lượng tương đối thôi. Ước lượng tương đối chúng ta phải xem nhiều các cái thông tin khác, nhiều cái thông tin khác. Và tôi khẳng định luôn ấy là các cái hệ số tôi thêm vào ở đây này nó có giá trị nhất định, chứ không phải là không có giá trị. Tuy nhiên là tùy từng thời điểm mà tôi có thể chọn hay không chọn. Còn các bạn có thể tham khảo hoặc không 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 tham khảo, không có vấn đề gì cả nha. Còn đấy, cái số lượng người đăng ký cái kênh của tôi nó tăng lên quá nhanh, tôi khẳng định luôn nó tăng lên quá nhanh. Cái kênh của tôi mới thành lập có 2 tháng thôi, 2 tháng thôi, đúng 2 tháng. Đấy, ngày thành lập kênh là ngày 31 tháng 5, nhưng số lượng người tăng lên quá nhanh cho nên tôi phải ẩn cái số lượng người đi, vì rất nhiều người nhảy vào phá đám. Đấy, tôi nói luôn, nhảy người thấy kênh nó tăng số lượng sắp lên nó nhanh quá, xong rồi nhiều người thấy có vẻ là không hài lòng nhảy vào, dùng những cái lời lẽ nó cũng tôi nghĩ là cũng không không hay lắm, thì cái đấy nó cũng không không phải là tốt. Và những người giỏi thì người ta không hay đi phá đám những người khác, tôi khẳng định luôn. Còn những người mà đi phá đám của người khác thì chắc chắn là không giỏi đâu, bởi vì người ta không làm được bằng người khác thì người ta sẽ thích đi phá đám nha. Đấy là cái mà tôi khẳng định luôn. Còn đấy, tôi làm là tôi chia sẻ đấy thật lòng. Đấy, tất cả những cái thứ mà tôi đưa lên đây ấy là đều công tâm, không có một cái gì là cá nhân cả. Ngay cả cái việc các bạn hỏi tôi là đang mua cổ phiếu nào tôi cũng không trả lời, lý do là tôi rất rất là ngại là cái việc mà tôi chỉ trả lời với những người mà tôi rất là thân quen thôi, những người mà tôi đã gọi là có một cái thời gian nói chuyện rất là nhiều rồi, người ta đã hiểu thị trường chứng khoán rồi, còn tôi không trả lời. Lý do là tôi đã giải thích rất là rõ rồi, tôi có thể mắc sai lầm và tôi cắt lỗ kịp thời, còn các bạn sẽ không cắt lỗ kịp và là các bạn sẽ bị thua lỗ. Đấy, đấy là cái tôi khẳng định đầu tiên. Và tôi nói luôn đấy là lúc mà thị trường nó lên ấy thì nói nó dễ lắm, ai cũng có thể là những người rất là tài năng và mình nghĩ là mình là những con người xuất chúng, nhưng cái đến lúc thị trường nó khó khăn đấy thì các bạn mới sẽ thấy là nó có nhiều vấn đề nha. Và cứ trải nghiệm đi, cứ đầu tư đi, và các cái khoản lãi của bạn ấy, của các bạn ấy, các cái khoản tiền mà các bạn kiếm được từ thị trường chứng khoán ấy thì nó đã minh chứng cho cái mức độ giỏi giang của các bạn rồi, nên không cần phải không 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 cần phải phải các bạn góp ý, thì chân thành ấy thì tôi rất cảm ơn và tôi tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của các bạn. Mục đích của tôi là chương trình của tôi được nhiều người góp ý thì là tôi sẽ đấy có một cái đánh giá nó rõ hơn. Nhưng
nó cần thời gian, nó cần thời gian, chứ còn vài người thảo luận này khác thì cũng không nói được cái chương trình này nó tốt hay xấu đâu, tôi khẳng định luôn. Và tôi cũng là người làm nghiên cứu khoa học nhiều năm rồi đấy, tôi cũng đấy, các bạn chắc nhiều bạn cũng đã đọc cái thông tin của tôi rồi, tôi cũng chia sẻ công khai, tôi cũng chả giấu giếm gì, tôi cũng làm khoa học nhiều năm rồi và tôi biết là để đấy, nhận xét một cái công trình khoa học, cái tính đúng đắn của nó ấy, là phải có thực tiễn nhận xét, chứ còn không không thể nhận xét bằng vài ba câu thảo luận rồi vài biết vài cái chỉ số P trên E nó là cái gì, EPS là cái gì thì không 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 chứng minh được điều gì đâu nhá. Đấy, và hy vọng đây là những cái chia sẻ cuối cùng, tôi sẽ gắn cái clip này để những người nào mới đấy, những người nào mới đăng ký kênh có thể xem được clip này nhá. Còn các bạn phải đấy, phải xem hết các cái clip của tôi đấy, cái chương trình của tôi đến bây giờ ấy nó đã gọi là hoàn thiện thôi, nó đã hoàn thiện thôi, còn nếu như các bạn xem từ đầu ấy thì các bạn sẽ thấy là cái chương trình của tôi ở cái thời điểm này này nó khác với cái thời điểm trước về mặt hình thức rất là nhiều đấy, rất là nhiều, bây giờ nó đã đẹp hơn rồi đấy, nó cũng có sự góp ý của các bạn đấy, các bạn có một số bạn góp ý rất là chân thành thì tôi cũng đã rất là cảm ơn. Đấy, rất là cảm ơn và tôi đã đưa cho nó thành một cái đấy, diện mạo mới đẹp hơn. Còn cái nội dung ấy thì chúng ta cần thời gian để trải nghiệm, đấy, cần thời gian để xem là cái mức độ tin cậy của nó là đến như thế nào. Còn tôi khẳng định luôn là nó không chính xác đâu. Nói luôn thế để cho các bạn hình dung ra và các bạn không nên tin vào cái định giá nó chỉ là tham khảo thôi, nó không chính xác, tôi nói luôn không chính xác nhá. Nhưng mà không cần phải bạn phải lên nói tất cả các clip của tôi đều khẳng định là nó không chính xác nhá. Làm gì có ai định giá chính xác, định giá chính xác thì người ta không gọi là định giá nhá, ước lượng làm sao chính xác được nhá. Đấy, nhưng nó cho tôi một cái thứ là tham khảo. Ví dụ tôi nói với bạn ấy, tôi kiểm tra những công ty tăng trưởng, ví dụ tăng trưởng 20% thì ví dụ như tôi tìm được 10 công ty chẳng hạn thì 10 công ty đấy nó phải là tăng trưởng 20%, nhưng nó phải khác với những công ty khác ý. Tôi đầu tư công ty tăng trưởng thì tôi ví dụ tôi lọc công ty tăng trưởng, thế cái lọc này cũng thế, các bạn hình dung thế, cái định giá lại thế, mục đích là tôi loại càng được càng nhiều cổ phiếu mà nó không đạt yêu cầu càng tốt, tôi chỉ giữ lại vài cổ phiếu thôi, còn tùy quan điểm thôi. Bạn có thể nói là quan điểm là vì công ty đấy nó nhỏ nên nó tăng trưởng nhanh, nó nhỏ thì giá của nó cứ dễ lên cao ấy, công ty to rồi thì nó lại càng khó lên cao nhá. Đấy, và nếu như các bạn mà những người mà học về kỹ thuật đấy thì tôi khẳng định luôn đấy, nó có mấy cái định luật ở trong cơ học ấy nó rất chính xác với thị trường chứng khoán. Một là về quán tính, hai là đấy quán tính là một cái, thứ hai là định luật bảo toàn. Đấy, luật bảo toàn các bạn có thể hiểu như này này, cái lượng cổ phiếu ấy là gần như là nó không thay đổi, nó có thay đổi ít nhiều từ tổ chức bán ra nhưng mà cái lượng cổ phiếu tự do trên thị trường chứng khoán ấy là không thay đổi, nó chỉ chuyển từ ông mua sang ông bán thôi. Đấy, và cái việc cái vận động của giá ấy là nó phụ thuộc nhiều vào cái sự mua bán giữa bên mua và bên bán đấy, chứ nó không phụ thuộc vào cái việc định giá đâu, nó phụ thuộc nhiều vào cái việc gọi là quan hệ bên mua và bên bán. Nếu như có nhiều người tác động vào bên mua thì nó sẽ đẩy giá lên, còn có nhiều cái yếu tố tác động của bên bán thì nó sẽ đẩy giá xuống, thế thôi nhá. Và đấy đấy là cái mà tôi chia sẻ, và tôi chia sẻ rất là chân tình, hy vọng những cái chia sẻ này giúp ích được cho các bạn để các bạn hiểu được cái quy luật vận động của thị trường, quy luật vận động của giá đấy. Và nó có một cái yếu tố nữa nó rất là đặc biệt là các bạn hình dung ra, ví dụ như cái cổ phiếu hôm qua tôi nói đấy, ví dụ cần 500 tỷ thì mới có thể đẩy được cổ phiếu đấy lên, các bạn phải ước lượng được con số là khoảng 500 tỷ. Thế 500 tỷ thì ví dụ như nhà đầu tư tổ chức nó chỉ cần có khoảng 3 tổ chức, có mỗi tổ chức có khoảng 200 tỷ thôi là nó đẩy được cái đấy lên. Nên chúng ta phải nhận diện nhà đầu tư tổ chức là vì vậy. Nhưng mà nhỏ lẻ ấy, các bạn hình dung ra mỗi ông mà 500 triệu ấy thì cần phải 1.000 ông đúng không? À, mỗi ông 500 tỷ thì mỗi ông 1 tỷ thì đã là 500 ông rồi đúng không? Mỗi ông 500 triệu thì là đã 1.000 ông rồi. Đấy, các bạn hình dung thế.
và mỗi ông mà thấp hơn nữa ấy, thì các bạn hình dung là phải cần một lượng nhỏ lẻ rất là lớn, vân vân. Đấy đấy là cái quy luật chính để vận động giá lên hay giá xuống, chứ đừng có quan tâm vào cái việc định giá. Nhưng định giá thì làm gì? Định giá thì tôi chọn cái tài sản rẻ lúc lúc nguy hiểm, những cái lúc mà thị trường nó đang sắp sập ấy, sắp sập ấy, làm sao mà lúc đấy nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tổ chức người ta đang đứng nhìn, người ta đang cầm tiền, người ta đang đợi đấy. Và cái quan trọng nữa ấy là phải hiểu được tiền mặt đấy, nó là cái thứ mà quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán, nên các bạn phải có một lượng tiền mặt dự trữ. Tôi chia sẻ luôn kinh nghiệm, ví dụ như các bạn có 10 tỷ chẳng hạn thì các bạn phải có dự trữ cỡ khoảng 3 tỷ tách hẳn ra khỏi thị trường chứng khoán. Các bạn dùng 7 tỷ các bạn có thể margin thoải mái, margin thoải mái, nhưng khi có vấn đề thì các bạn có 3 tỷ dự trữ kia các bạn có thể lắp vào để mua để bán vân vân. Còn khi mà các bạn chơi theo kiểu dạng tất tay ấy, là lúc thị trường nó dao động mạnh thì chắc chắn là đứt, chắc chắn là đứt nha. Đấy là những cái chia sẻ của tôi và hy vọng là những cái chia sẻ đấy giúp ích được cho các bạn. Và cuối cùng thì chúc các bạn đầu tư thành công. Còn rất nhiều câu hỏi nữa nhưng mà có lẽ là buổi sáng hôm nay tôi chỉ làm một cái clip này thôi nha. Xong rồi đến buổi trưa gì đấy tôi sẽ làm cái clip để trả lời các câu hỏi khác. Và chúc các bạn giao dịch thành công.